Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bước sang bài tập tiếp theo của chương trình 3D Max cơ bản. Trong phần này, chúng ta sẽ ứng dụng lệnh LAS để chuyển một đối tượng 2D thành một đối tượng 3D. Chúng ta chỉ cần sử dụng một đường line và sau đó chúng ta áp một cái modifier LAS vào đối tượng đường line đó. Ví dụ, để tạo được chiếc ly và chiếc lọ hoa như trên màn hình các bạn đang thấy, thì chúng ta sẽ tạo ra hai đối tượng. Thứ nhất là một cái đường line, là một cái mặt cắt của chiếc ly, và một cái đường line sử dụng để làm cái mặt cắt của bình hoa, và sau đó chúng ta sẽ áp một cái lệnh vào, hiệu chỉnh thêm một số thông số nữa là được ha. Chúng ta bước sang phần thực hành. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái vùng nhìn front để làm vùng nhìn chuẩn, và chúng ta sẽ vẽ đường line vào đây. Đầu tiên tôi sẽ vẽ ra một cái chiếc ly, và tôi sẽ lấy cái trục giữa này làm cái trụ chuẩn và bắt đầu từ phía bên trái. Chúng ta sẽ ráp mau vẽ. Nếu như cái chân của chiếc ly này chúng ta muốn cho nó thẳng thì vẽ thẳng xuống, còn trong bài tập của mình á là cái chân của ly á nó hơi cong ra ngoài ha. Nó hơi có một cái kiểu một chút. Và sau đó chúng ta mới vẽ vào đây. Được chưa? Để có chiếc ly mà nó có cái bề dày ha, thì chúng ta sẽ phải tự tạo cái bề dày. Được chưa ạ? Tự tạo bề dày ha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ áp vào đây một cái lệnh last. Chọn cái chế độ giống hàng đó là maximum. Thì chúng ta sẽ có được cái hình dáng chiếc ly như thế này. Và bây giờ chúng ta thấy chiếc ly của mình nó còn có một vài cái điểm chưa có đẹp ha, nó còn gãy khúc. Thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh tiếp bằng quay về cấp vertex. Ở đối tượng này chúng ta thấy là nó đang ở cái dạng là corner, chúng ta sẽ chuyển về dạng bezier. Phải chuyển về dạng bezier thì chúng ta mới làm việc được cái này. Được chưa ạ? Rồi quan sát lại kết quả của mình. Cái chỗ này nó đã hết cắt khúc rồi, tuy nhiên cái đáy ly nó còn hơi nhỏ, do đó chúng ta sẽ kéo thêm, rộng ra ngoài thêm một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ tăng các cái segment của cái giá trị LAT tăng lên 40 ha, để cho cái đối tượng LAT của chúng ta nó được mịn hơn. Ở đây các bạn thấy nó còn có một cái mối nối ha, ở giữa này mà các bạn chưa có xóa được, thì chúng ta kiểm nhận well core ha, tức là hàng những cái mối nối đó lại ha, thì nó sẽ khớp, sẽ chính xác. Ngay chỗ này nếu như các bạn muốn cho nó to ra thêm một chút thì chúng ta cũng sẽ trở về cấp độ vertex ha, chọn cái đối tượng này, chọn vertex này và chúng ta cho nó rộng ra thêm một chút để chúng ta an tâm nhìn nó chắc chắn hơn, phải không ạ? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được chiếc ly ha. Còn đối với cái lọ hoa thì tương tự chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình dáng như thế. Bây giờ tạm thời để chiếc ly sang một bên. Chúng ta cũng sẽ canh theo cái vùng nhìn front
và lấy trục giữa để làm tâm đối xứng. Ở đây chúng ta sẽ vẽ ra một cái bình hoa. Bình hoa này tôi muốn cái miệng bình hoa đó nó hơi có cái hoa văn, cái vân một chút. Cho nên là mình sẽ vẽ một cái nét ha, theo đúng ý của mình. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy phân nửa cái bình hoa như thế. Và sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái đường line song song với nó bằng cái lệnh outline. Trượt bảng lên và chúng ta sẽ thấy được cái lệnh là outline. Được chưa? Ở đây các bạn thấy là cái hướng của đường line này nó hơi đi lên à, nó sẽ không có thẳng hàng. Do đó ngay từ trước khi chúng ta áp dụng lệnh lá thì chúng ta phải chỉnh cái phần này trước. Hai cái nốt này bắt buộc phải thẳng hàng nhau thì một chút nữa nó mới hàng lại được. Chứ nếu mà nó bị vênh lên một chút thì nó sẽ không chính xác. Ở đây chúng ta cũng áp lệnh last, chọn maximum. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có là một cái bình hoa. Còn giống hay không? Mà cái này các bạn cần có cái chiều này nhỏ hơn một chút, cao hơn một chút và cái bề bên dưới nó phồng to ra. Ha. Cho nên là đơn giản chúng ta có thể vừa hiệu chỉnh vừa xem kết quả bằng cách là chúng ta kiểm nhận chức năng là show end results, hiển thị kết quả cuối cùng, để chúng ta có thể vừa làm vừa hiệu chỉnh nó. Ở bên dưới này thấp hơn, cái chỗ này thì nhỏ lại hơn một chút và cái cổ thì cao hơn. Được không ạ? Chúng ta quan sát lại ha, đối tượng của mình cũng gần giống. Được chưa các bạn? Đó, việc còn lại là chúng ta chỉ cần tô màu ha, tô màu cho đối tượng nữa là xong. Ở đây các bạn thấy cảm giác nó có hơi gắt ha, hơi gắt cái chỗ này. Do đó chúng ta cần phải sửa lại một chút. Để sửa lại thì chúng ta chọn về cấp vertex. Và các bạn thấy ở đây cái nốt này nó đang ở dạng bezier. Nhưng mà bezier nó ngắn quá. Chúng ta phải kéo những cái đường này ra. Chúng ta có thể chọn qua thành dạng smooth trước cũng được. Chuyển thành dạng smooth rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển thành bezier. Thì tay nắm nó sẽ xuất hiện ra ha, hiệu chỉnh lại tay nắm. Được chưa các bạn? Và bây giờ cái nét bình của chúng ta nó hết gắt ha, hết gắt. Đó là cái ứng dụng của lệnh last.